Chào mọi người đã quay trở lại với channel của Phát ha. Thì hôm nay Phát sẽ hướng dẫn cho mọi người một số phương pháp để mình có thể làm ombre với nhiều cách khác nhau bằng sơn treo ha. Thì trước khi đi vào cái bài học của mình thì mình cần chuẩn bị một số cái dụng cụ sau đây. Thứ nhất là sơn treo ha. Thì mình đi tông màu nào mình sẽ chuẩn bị lấy hết những cái tông màu của cái màu sơn đó. Thứ hai là những loại cọ dùng để mình tạo cái ombre của mình. Thì ở đây Phát sẽ có hai loại ha, một loại dẹp, một loại tròn. Loại dẹp á, thì mình sẽ dùng để mình tán, còn lại tròn mình dùng để mình dặm ha. Thì ngoài ra còn có một cái miếng bông nữa, thì cái cách dùng bông để mình cũng có thể dặm được ha. Và cuối cùng là một số dụng cụ hỗ trợ khác như là tớp treo, móng và cồn để mình có thể rửa cọ ha trong quá trình mình thực hiện cái bài vẽ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương pháp ombre đầu tiên ha. Cách 1, sử dụng cọ ombre đầu dẹp. Thì ở cách này Phát sẽ bố trí cho mình hai tông màu là màu đỏ và màu đen. Màu đỏ phải sẽ đi trước và màu đen phải sẽ đi sau ha. Thì thông thường khi mình đánh ombre là mình ưu tiên cái màu sáng đi trước ha, và màu tối mình sẽ vẽ sau. Trước khi đánh màu đỏ, phải sẽ chia ra móng của mình làm 3 phần ha, và mình sẽ đánh hai phần ở phía dưới. Đó, mình dùng cọ đánh đều ha, từ trên xuống dưới, kéo từ hai phần của móng xuống dưới, và mình phải đảm bảo làm sao cho màu đỏ nó được đều ha. Sau khi đánh xong lớp màu đỏ rồi, mình sẽ hơ đèn khoảng 30 đến 60 giây ha, để cho cái lớp nền này nó khô đi. Tiếp theo Phát sẽ sử dụng sơn đen để mình đánh từ trên xuống dưới. Và lưu ý là mình sẽ lắp luôn cái đường giao nhau của hai màu ha, để cho đảm bảo là khi mình tán bằng cái cọ nó sẽ chuyển màu đẹp hơn. Và mình sẽ cần thêm một tí tớp treo nữa ha. Tớp treo sẽ giúp cho cái màu mình tán nó chuyển mềm hơn. Bước tiếp theo là mình sẽ đặt cái cọ ombre của mình ở góc 30 độ qua, và mình sẽ kéo nhẹ nhẹ từ từ cái phần màu đen chuyển dần xuống và đánh nhẹ tay chứ không có đè mạnh ha. Mình sẽ đánh nhẹ từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái tùy vào cái hướng thuận tay của mình để đảm bảo cho cái nét mình nó sẽ ra đều hơn. Sau đó Phát sẽ chùi cây cọ của mình đi ra cái phần giấy hoặc là mình chùi ra cái khay cũng được ha, để cho cọ mình sạch màu đi. Và mình sẽ nhúng một tí tớp treo vô cây cọ của mình cho nó ướt. Và mình lại đặt ở góc 30 độ, mình tán ở cái phía phần trung gian của mình chuyển xuống màu đỏ nữa. Và mình vẫn phải đảm bảo là cái nét đánh mình nó phải đều tay và màu nó phải nhạt đều xuống. Cứ đánh như vậy chúng ta sẽ có được một cái lớp trung gian ngay giữa, giúp cho hàng màu đen sẽ chuyển dần xuống hàng màu đỏ một cách dễ dàng hơn. Và trường hợp chúng ta khi mà đánh mà màu của mình xuống mà đen nhiều quá thì mình có thể lại chừa cái cọ đi. Sau đó mình lại nhúng một tí tớp treo, mình lại tán mờ nó ra. Và mình lưu ý một điều là mình không được đánh lùi lên phía trên ha, tức là khi mình đánh xuống rồi thì mình sẽ đánh xuống dần dần luôn, chứ không được quay trở lại cái bước trước đó. Tại vì nếu mình quay trở lại bước trước đó thì mình sẽ tạo cái đường ngấn và mình phải đánh lại từ đầu hết. Trường hợp mình muốn ở phía đầu của mình nó đen hơn, nó đậm hơn thì mình có thể hơ đèn đi cho cái lớp này nó khô, và mình sẽ thêm đen và mình lại tán như lúc đầu mình đi ha. Sau khi đánh xong thì mình sẽ kiểm tra lại cái bài vẽ của mình xem những chỗ nào còn chưa đều màu hay chưa được thì mình sẽ nhấn nhá thêm, và mình sẽ hơ đèn mà mình hoàn thiện cái mẫu này ha. Với cảm nhận của Phát thì đây là một cách đánh ombre tương đối khó đối với những bạn mới mới bắt đầu học đánh ombre, bởi vì nó đòi hỏi cái tay mình phải luyện nhiều ha để đánh được cái nét nó đều thì cái độ chuyển màu nó sẽ đẹp hơn. Và với cách đánh này thì thông thường mình sẽ có hai cách đánh, tức là mình đánh một lớp sơn khô một lớp sơn ướt, hoặc là hai lớp sơn ướt chung với nhau. Sơn khô tức là một lớp mình đã hơi đè như cái cách Phát vừa mới hướng dẫn cho mọi người ở đây ha. Còn sơn ướt là mình sẽ để hai màu đều đều lỏng với nhau luôn, đều chưa khô mình đánh luôn. Tuy nhiên nó sẽ khó hơn cái cách Phát vừa hướng dẫn ha, và mất thời gian hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cách ombre thứ hai. Rồi cách số 2, sử dụng cọ ombre đầu dẹp. Thì ở cách này cũng giống như cách trước ha, nhưng mà Phát sẽ sử dụng ngược lại cái tông màu của mình, tức là mình sẽ đi màu tối trước và màu sáng mình sẽ đi sau. Đầu tiên Phát cũng sẽ chia móng của mình làm 3 phần bằng nhau ha, và mình sẽ tán hết hai phần của móng làm cái tông màu tối. Tông màu Phát sử dụng ở đây là tông màu nâu nâu ha, nâu vàng một tí. Đó, mình cũng sẽ đánh hai phần của móng luôn và đảm bảo làm sao cho cái màu mình nó ra đều ha. Sau khi sơn xong ngay phần của móng rồi, mình cũng sẽ dùng cây cọ ombre và mình đặt ngược cái tay của mình lại ở góc 30 độ luôn, và mình tán chuyển lên phía trên. Thì ở phương pháp này nó sẽ ngược với phương pháp kia một tí ha. Mọi người có thể cầm cọ ngược tay mình đánh lên, hoặc là mình có thể xoay móng. Nếu trường hợp mình đang luyện tán màu, mình có thể xoay móng lại
Phát sẽ tán cho phía màu nâu của mình, chuyển dần về phía đầu móng cho nó nhạt ha. Thì khi cái lớp đầu móng nó nhạt á, thì cái màu nhạt mình chồng lên trên vị trí đó thì nó sẽ lên màu được. Còn nếu mà mình tán đậm lên luôn á, thì khi mình đi màu nhạt lên á, thì màu nhạt không có nào lên được ha. Cho nên bắt buộc mình phải để làm sao cho cái phía đầu móng mình nó phải nhạt. Nó càng nhạt càng tốt, nhưng mà nó phải có độ chuyển từ cái màu đậm mình chuyển lên nha. Sau khi tán xong thì mình sẽ hơ đèn khoảng 30 đến 60 giây ha, để cho cái lớp màu này nó khô và mình chuẩn bị tán tiếp cái tông màu sáng ở phía trên. Tông màu phía trên phải lựa chọn là tông màu vàng ha. Mình cũng sẽ đi ở phía đầu móng và tán kéo xuống. Cũng giống như cách tán màu ở cái cách một ha, em Phát cũng sẽ dùng cây cọ tán âm rê và mình tán nhẹ ở góc 30 độ, chuyển dần cái đường giao nhau xuống. Sau đó chúng ta lại chùi cái cọ ra khay ha, để cho cái màu vàng của mình nó ra ngoài đi, bớt đi. Rồi mình lại nhúng cái cọ của mình vô một tí tóp gel để cho cái cọ nó ướt và nó lỏng màu. Rồi mình lại tán tiếp cái lớp trung gian cho nó chuyển dần xuống màu nâu nữa. Thì cứ như vậy là mình sẽ có được cái độ chuyển màu rất là đẹp ha. Đó. Nó cũng giống như cách đầu tiên nhưng mà nó sẽ làm ngược lại. Và đa phần là mọi người chưa biết cách đánh làm sao cho cái tông đậm trước và nhạt sau. Thì thông thường chúng ta hay đánh màu nhạt trước là màu đậm sau, thì như vậy nó sẽ lên màu dễ hơn. Còn ít ít ai mà sử dụng cái tông màu đậm trước màu nhạt sau. Thì ở đây Phát sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách này luôn, để mọi người sau này có gặp cái trường hợp này mình có thể ứng dụng được. Sau khi tán màu xong rồi, mình sẽ hơ đèn khoảng 30 60 giây để hoàn thiện cái mẫu này, và mình sẽ chuẩn bị sang cái cách thứ ba. Cách số 3, sử dụng cọ sơn treo để tạo rê dọc. Thì ở cách này mình sẽ dùng hai tông màu sơn treo ha, và mình lấy cọ của chai sơn để mình tạo rê luôn. Bước đầu tiên thì Phát sẽ chia móng của mình ra làm hai phần dọc, tỷ lệ 50-50 bằng nhau, và mình sẽ đánh mỗi bên một màu từ trên xuống dưới. Hoặc là mình có thể chia tỷ lệ móng của mình làm 3 phần ha, và mình đánh theo tỷ lệ 1-2. Tông màu Phát sử dụng ở cái mẫu này là tông màu xanh ngọc và màu tím. Và bây giờ Phát sẽ dùng màu xanh ngọc để đánh từ trên xuống dưới, chiếm hai phần chiều dọc của móng ha, từ phải qua bên trái luôn. Và mình lưu ý là mình đánh kéo từ trên đầu móng xuống dưới luôn ha, và không có nhấp giữa giữa đường. Tại vì khi mà mình nhấp giữa chừng nó sẽ bị tạo ra cái ngấn và nó màu nó không có đều được. Sau khi đánh xong lớp màu xanh thì Phát sẽ dùng màu tím để mình đánh từ bên trái và đánh nhẹ tay chuyển dần cây cọ của mình qua bên phía màu xanh. Sau khi mình có được hai cái mảng màu xanh và tím rồi, mình sẽ chùi cây cọ sơn của mình đi, và Phát sẽ tán nhẹ dần vô ở cái đường giao nhau cho nó chuyển cái tông màu tím qua màu xanh. Đây, Phát đánh nhẹ tay chuyển dần vô, và nhớ là từ từ thôi ha, cho nó thẳng hàng. Đó. Để tạo được cái lớp trung gian của màu tím và màu xanh chuyển với nhau. Sau khi tán xong màu tím rồi, mình sẽ đánh lại một lần màu xanh nữa để cho nó chuyển dần về phía màu tím. Thì do cái màu sơn nó đang lỏng cho nên khi mình chồng lên như vậy ba lớp thì cái màu của nó sẽ tự hòa lại với nhau và tạo ra một cái đường mờ ngay giữa, thì nhìn nó sẽ chuyển màu đẹp hơn. Đối với cách đánh này thì nó rất là dễ nhưng mà nó cũng rất là khó, tại vì mình chưa quen thì mình rất là khó kiểm soát cái độ lỏng của nó mà làm sao để đánh được cái cọ nó nhẹ nhàng và nó chuyển dần vô. Phương pháp này thì khá là dễ và nhanh, tuy nhiên thì nó sẽ khó đối với những cái bạn mà mới bắt đầu tập đánh cái cọ sơn như thế này. Thì để mà làm được như vậy thì chúng ta cần làm quen với cái cách cầm cọ sơn, càng luyện càng nhiều càng tốt ha. Và ưu tiên với phương pháp này, Phát sẽ hướng dẫn thêm một đến hai mẫu nữa ha, với cái tông màu khác để cho mọi người có thể tham khảo thêm. Ở mẫu tiếp theo này, Phát sẽ lựa chọn cho mình cái tông màu nâu nhạt và màu nâu đậm ha. Thì đầu tiên mình cũng sẽ chia móng làm hai phần dọc, và mình sẽ đánh một bên. Thì ở đây Phát sẽ đánh bên trái trước. Đó, một màu nâu nâu vàng bên trái. Rồi sau đó mình sẽ đánh bên phải, sử dụng màu tông màu nâu đậm, đánh bên phải và chuyển dần cái tông màu của mình vô cái màu này. Rồi phía bên phải Phát dùng tông màu nâu, đánh đều từ trên xuống và tiến dần dần về phía màu nâu nhạt. Và nhớ là mình phải nhẹ tay ha, để cho cái độ chuyển màu nó hài hòa hơn.
Trường hợp khi mình đánh tiếng vào trong á, mà cái màu nâu của mình nó xuất hiện nhiều quá, nâu đậm xuất hiện nhiều quá, thì mình chùi cái cọ ra khăn giấy, rồi mình sẽ đánh cái trên cái lớp này để cho nó đảm bảo cái lượng màu nó vừa đủ, nó không quá nhiều ha. Tại vì nếu trường hợp màu nâu đậm quá nhiều thì cái màu nâu mình nó sẽ che gần hết luôn cái màu nâu vàng, thì nhìn nó không còn đẹp nữa. Cứ như vậy phải đánh đến khi nào cái đường giao nhau của mình nó gần như thẳng thì mình sẽ đi vào bước cuối cùng, là mình sẽ đánh cái tông màu nâu vàng ngược lại một lần nữa là hoàn thiện cái mẫu của mình. Đó. Rồi Phát cũng sẽ chùi cọ ra ha, và đánh ở cái đường giao nhau, tiến dần dần nhẹ tay cho hai màu nó đang ướt nó sẽ chuyển vào với nhau, tự chuyển vào với nhau luôn. Cái quá trình đánh màu này mình phải cần luyện tập rất là nhiều ha, để mình cảm nhận được cái tông màu của mình nó vừa đủ chỗ nào, nó vừa thiếu chỗ nào, thì mình có thể đặt cái cọ đúng cái vị trí đó, mình kéo nó sẽ ok hơn. Cứ như vậy Phát sẽ vuốt đến khi nào mà cái nét mình nó chuyển đều ha và nó thẳng hàng là mình sẽ hơ đèn hoàn thiện cái mẫu này. Và bây giờ Phát sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người một lần nữa đối với cái cách đánh như thế này. Tuy nó dễ nhưng mà nó lại rất là khó để đánh ha. Nó khó cái là mình phải cầm cọ mà mình đánh làm sao cho cái độ chuyển âm rơi nó phải thẳng hàng với nhau. Và ở mẫu này Phát cũng sẽ làm tương tự với hai cái mẫu trước đó. Mình cũng sẽ chia móng nó làm 50-50 hoặc là 70-30 cũng được ha. Tùy vào cái cách mình muốn nó chuyển màu nghiêng về phía bên nào nhiều. Thì màu ở đây Phát sẽ sử dụng là tông màu nâu và màu đen. Đó, phải đánh một bên màu nâu cho nó đều màu trước. Rồi sau đó mình mới đánh cái tông màu bên kia sau. Đó, màu đen đánh lên. Và đánh nhẹ tay chuyển dần dần vô cho nó hai màu nó chuyển, nó hòa lại với nhau ở cái đường giao nhau. Sau đó mình sẽ chùi cái cọ ra ngoài giấy ha, cho nó bớt cái sơn màu đen đi, và mình đánh tiến tới từ từ chậm rãi qua phía màu nâu nhạt của mình đó cho nó chuyển. Khi nào mình cảm thấy cái đường chuyển màu của mình có một lớp trung gian và thẳng hàng thì mình sẽ đánh ngược cái màu nâu của mình lại một lần nữa để cho nó đảm bảo cái độ chuyển nhất định. Rồi Phát dùng tông màu nâu mình đánh lại một lần nữa, chuyển ngược về phía màu đen. Thì do màu nó đang lỏng cho nên nó sẽ tự hòa với nhau ở cái đường ngay giữa. Chỉ cần mình đảm bảo là mình đánh làm sao cho nét mình nó thẳng hàng là ok. Rồi, đánh nhẹ tay chuyển dần về phía trước. Đó, nhẹ nhẹ dần ra, nó sẽ tự hòa lại với nhau. Thấy không? Đảm bảo là nét đánh phải thẳng ha. Đó, như vậy là xong rồi, khá là đơn giản nhưng mà mình phải cần luyện tập rất là nhiều ha. Rồi cách số 3, sử dụng bông dặm. Thì ở cách này thì ai cũng có thể làm được ha, rất là dễ. Thì mình cần chuẩn bị cho Phát một cái bông dặm. Bông dặm thì bông mình có thể dùng bông lau bảng hoặc là bông trang điểm cũng được ha. Nếu ai có bông trang điểm thì nó càng tốt, tại vì cái độ khít của cái bông trang điểm nó sẽ dặm, nó sẽ đẹp và đều màu hơn. Còn ở đây Phát không có, Phát sử dụng cái bông này đỡ ha, để cho mọi người biết cách để mình có thể dặm được làm sao cho nó tạo cái ôm rê nó đều màu, nó chuyển màu. Thì bước đầu tiên mình sẽ lấy những cái tông màu nào mình muốn ôm rêm, mình sẽ đánh lên trên cái mút này luôn. Thì ở đây Phát sẽ sử dụng cái tông màu nâu vàng ở phía trên. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái tông màu khác mình đánh ở phía dưới. Phát sẽ dùng tông màu đỏ đánh ở dưới ha, và chuyển dần lên trên luôn. Đó. Cho nó chuyển dần lên trên. Nếu mà mình Phát có cái miếng mút tẩy mút trang điểm thì đánh nó sẽ rất là đẹp, và khi mình dặm cũng đẹp nữa. Sau đó mình chỉ cần lấy và mình dặm lên trên nền móng của mình nữa, dặm đều lên. Trường hợp mình muốn màu đỏ chuyển lên trên thì mình dặm xích lên trên, còn trường hợp muốn màu vàng chuyển xuống dưới thì mình sẽ cầm cái mút mình di chuyển thấp xuống dưới để cho nó chuyển màu. Cứ như vậy mình dặm nhẹ tay đến khi nào mà cái màu của mình nó chuyển đều là ok. Thì đối với cái miếng mút này do cái lỗ nó to cho nên khi mình dặm xong á, mọi người sẽ thấy những cái phần màu nó sần lên theo những cái hạt bự. Thì để một chút là nó sẽ chảy lại đều lại với nhau ha, chứ không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà ai có cái bông trang điểm á, thì dặm nó sẽ mịn hơn và cái độ chuyển màu nó sẽ đẹp hơn. Đó. Cách này rất là dễ ha, ai cũng có thể làm được hết. Rồi trường hợp mà khi mình dặm xong rồi á, cái màu của mình nó còn nhạt thì mình có thể hơ đèn đi và mình làm lại một bước nữa, tức là mình dặm thêm một lần nữa lên là cái màu mình nó sẽ đậm và đều rất là đẹp ha.
Sau khi hoàn thiện xong rồi mình sẽ hơ đèn ha và lên tấp gel để kết thúc cái bài vẽ này và mình sang cái cách tiếp theo. Cách số 4, sử dụng gel vẽ kết hợp với cọ bảng. Thì ở cách này mình sẽ sử dụng gel chuyên dụng cho vẽ ha, chứ mình không sử dụng sơn gel nữa. Thì ở cái tính chất của gel vẽ nó sẽ đặc hơn là so với sơn gel. Đầu tiên phải sẽ chuẩn bị ra hai tông màu cần thiết cho quá trình ươm rêu của mình là màu xanh nhạt và màu xanh dương đậm. Hoặc mọi người có thể lựa chọn cái tông màu tùy thích theo cái sở thích của mọi người. Sau đó phải sẽ sử dụng cọ bảng tròn bự như thế này để mình tán màu. Hoặc là mình có thể sử dụng cọ bảng vuông vẫn được ha. Và phải sẽ lấy một bên là màu xanh nhạt, một bên là màu xanh dương đậm. Mọi người có thể lấy với tỷ lệ 50-50 ha. Thì mình chia cái đầu cọ của mình ra làm hai phần và mình lấy mỗi bên một màu. Sau đó phải sẽ tán ra cái phần khay của mình đó, cho nó chuyển màu. Khi mình tán mình có thể đổi ngược cái mặt cọ lại để mình tán một bên trái và một bên phải để cho cái màu của mình nó sẽ rải đều lên trên cái phần thân cọ ha. Mục đích của cái việc tán màu như thế này là để giúp cho trong quá trình mình đánh ươm rê nó không bị vón cục màu trên cái móng của mình ha. Do cái màu trên cọ của mình đã được tán đều hết cái phần lông cọ rồi. Sau đó phải xác định vị trí của cái phần ươm rê của mình là mình muốn màu nhạt ở phía nào, màu đậm ở phía nào. Thì mình đặt cái hướng cọ theo cái vị trí đó và mình kéo từ trên xuống dưới, tán nhẹ từ trên xuống dưới ha. Do màu gel vẽ có tính chất nó đặc cho nên mình sẽ đánh cho và kéo mạnh tay một tí để cho cái màu nó ra được đều hơn. Nó không như là cái sơn gel ha, sơn gel nó lỏng cho nên mình phải đánh nhẹ. Còn đối với gel chuyên vẽ nó đặc thì mình phải kéo mạnh. Cứ như vậy chúng ta cứ đánh đều tay ha, từ trên xuống dưới, và những chỗ nào mà thiếu màu hay là nhạt màu thì mình lại tán màu lại như bước ban đầu, rồi mình sau đó mình tán lên. Còn trường hợp mình muốn vị trí nào đậm á, mà mình đánh lên mà nó không đậm được á, thì mình sẽ hơ đèn cho cái lớp này nó khô đi, mình sẽ lại chồng thêm một lớp nữa ha, thì nó sẽ đảm bảo cái lượng màu nó sẽ ra đúng với cái tông của mình muốn hơn. Đối với phương pháp là ươm rê bằng gel vẽ này thì khá là dễ ha, tuy nhiên thì mình cần chuẩn bị một cái gel vẽ nào đó đặt đủ đồ đặc và lên màu nó phải chuẩn, thì khi mình tán nó rất là mượt và cái độ chuyển màu nó cũng rất là đẹp ha. Rồi, cũng với gel vẽ thì phát sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đánh ươm rê hay chùi dọc, nhưng mà với cái cọ bảng nhỏ hơn, cho dành cho những cái bạn mà không có những cái cọ to như vậy. Rồi, với cái cọ bảng nhỏ như thế này, đầu tiên mình cũng sẽ lấy những cái tông màu mình cần đánh ra, mình đánh một bên ha, chia mỗi bên 50 giống như khi mình đi bằng cái sơn gel vậy đó. Thì ra phát sẽ dùng màu xanh nhạt và đánh phía bên tay phải của mình, đánh dài từ trên xuống. Đối với gel vẽ thì cái quá trình tán màu này rất là dễ, rất rất dễ ha, tại vì cái màu nó lên rất là chuẩn. Mà cũng tùy là cái sơn gel của mọi người đang sử dụng đó nha. Đó, kéo từ trên xuống, mọi người thấy cái màu nó rất là đều không? Nó đều hơn cả khi mình đi bằng cái sơn gel luôn. Rồi sau đó phải sử dụng tông màu xanh lá và mình đánh từ bên trái qua bên phải. Nó vuốt nhẹ nhẹ từ từ từng chút một vô là tự nhiên hai cái màu nó sẽ chuyển lại với nhau một cách rất là dễ dàng luôn. Đó, thấy không? Trường hợp cái màu xanh của mình nhiều quá thì mình có thể chùa ra mà mình tán ngay cái đường giao nhau của nó để cho nó tạo cái độ chuyển hài hòa nhất. Nhưng mà mọi người lưu ý là đừng có để cho nó bị cái ngấn ngay giữa ha. Tức là khi mình tán màu từ trên xuống dưới thì mình kéo thẳng xuống từ trên xuống dưới luôn, chứ mình không có đi giữa đường. Rồi trường hợp mình muốn cho nó đậm lên thêm thì mình sẽ chồng thêm một tí màu xanh vô nữa, nếu mà mình muốn cái màu của mình đậm lên. Còn khi mà mình chồng lên mà nó không đậm được thì mình hơ đèn và mình đi tiếp một lớp nữa. Sau khi hoàn thiện xong cái mẫu này rồi, mình sẽ qua cái cách cuối cùng ha. Cách này thật rất là dễ luôn, nhưng mà mình đòi hỏi mình phải có một cái dụng cụ dùng để giảm ươm rê. Cách số 5, sử dụng cọ giảm tròn. Thì đối với cách này á, mình phải cần có một cây cọ giảm tròn như thế này ha. Thì cái cọ này có tính chất giống như dùng để chuyên cho giảm ươm rê luôn. Và cái những cái lông cọ giống như cái miếng bông, nó mịn giống như cái miếng bông trang điểm vậy đó. Thì khi mình dặm rất là dễ và màu chuyển rất là mịn, rất là đều. Nó áp dụng cho cả sơn gel lẫn cái gel vẽ luôn. Nhưng mà nó sẽ đẹp hơn nếu mình sử dụng bằng gel vẽ. Rồi, bước đầu tiên phải sử dụng màu xanh và mình dặm thẳng cái cọ góc 90 độ. Đó, mình dặm. Làm sao cho cái màu xanh mình nó chuyển lên phía trên ha. Thấy không, mọi người thấy không? Cái nét treo ra rất là mịn, rất là đẹp. Đó. Cái cọ này có giá tầm khoảng 20 đến 40k
Nếu mà mọi người muốn mua thì cứ tham khảo cái giá. Đó. Sau khi dặm được cái màu xanh rồi, mình sẽ lấy những cái tông nào mà mình muốn chuyển âm rê xuống, mình sẽ dặm từ trên chuyển xuống lại. Rê sẽ sử dụng tông màu hồng tím mà, và mình dặm từ phía trên xuống. Nó từng lớp nhạc dần. Mình cứ đi từng tông thôi ha, tức là mình dặm từng cái lớp nhạc chuyển dần xuống, và sau đó mình muốn đậm thì mình dặm chồng lên thêm nữa. Đó. Do những cái lông cọ nó mịn mà nó nhỏ cho nên khi mình dặm rê á thì cái nét ra nó sẽ rất là mịn. Đó là dặm chuyển dần xuống. Cứ như vậy mình dặm nhẹ tay chuyển dần từ trên xuống, từ trên xuống. Nếu muốn nó đậm hơn á, thì mình có thể lấy màu đậm hơn. Còn trường hợp mình dặm mà nó không đậm được thì mình lại hơ đèn, mình dặm từ trên xuống dưới nữa. Đây là cách mọi người có thể ứng dụng nhiều nhất hoặc là dễ nhất đối với những cái bạn mà chưa có quen với những cái cách khác. À, phải sẽ nhấn thêm những cái tông màu đậm lên một tí nữa, chấm nhẹ tay cho nó chuyển dần xuống. Thấy không? Mọi người thấy cái độ chuyển màu rất là mịn. Như vậy là Phát vừa hướng dẫn xong cho mọi người 5 phương pháp để mình có thể tạo rê cho cái design của mình. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh của Phát ha, để Phát có động lực sẽ ra thêm nhiều video hướng dẫn khác cho mọi người nữa. Chúc mọi người thực hiện thành công.